có cái con, có cái con is con gấu bựa is bigger nè. À, nó biết nhảy đó. À, có con gấu gì bây giờ thấy không? Không sợ chứ bây giờ. Hả? Hả? Chị hả? Không muốn vô tao đứng ngồi đi. Đứng. Ngồi xuống không? À không vô thôi, ngồi xuống đây à. Đông à. Ngồi xuống. Bỏ chân xuống. Hả, à, bạn ơi, bà không có bảy trăm bê tường mà. Bà không có cho bê tường xuống đâu. Đó, anh làm gì vừa. Con thật hay con giả bê tường? Đường đang xuống lầu 2 rồi về xuống lầu 1, bây giờ xuống lần lầu 2 rồi đi thang máy. Thang máy lên lên lầu 2. Thang máy có 5 lầu 1 2 3 4 5. Đi vòng vòng cũng mệt á. Ờ. Từ sáng giờ từ lúc ăn sáng hotel xong lầu mà 8 giờ 20 bây giờ không biết mấy giờ, bây giờ sắp rồi 10 giờ rồi đó. Đi cả ngày luôn anh. Đi mua nhiều lắm, giờ tao ngờ bỏ hotel đi tiếp, bỏ trong vòng có mấy 1-2 phút rồi đi tiếp đó. Ông này cũng đi theo rồi, sáng giờ ông ngủ được mấy sức rồi đó. Đó, sáng giờ thấy rồi đi. Đó, thấy không? Mua dữ không? À. À, đi lên lầu luôn à. Dạ, yeah, coi có gì mà kiếm cho mày tự ăn à. Không, vịt nha. Đi đi đi, có con khăn đó. Attraction. Mày cha mày kiếm được cái con heo ve gì à? Ừ, heo ve đã. Chưa, heo ve. Nước gì à? Nước thôi, nước uống thôi. Uống nước lặn đây. Tại vậy ai cứ cầm gì rồi? Lu hết à? Gì à? Rẻ hả? Ôi trời, thằng cái gì? Cái
lên rồi mà. Thôi, không ai là một thôi. Lát em mua thêm cục nữa. Vừa bán gì mà một giấy luôn à. Đó, nó giấy á, vô thề. Tính ra có 100 mấy con cũng đâu mất hơn hả? Hả? À. À, mong cũng mắc mà. Cái gì? Mong mừng mấy con này cũng tâm nữa. À, ý mình nói nè. Đặt con gái giật mình mất hồn luôn. Ừ. Con này ba ta mẹ con biết đi à. À. Thôi cái giấy dày quá cơ. Về lại đây. Ôi cha. Hả? À. Chờ bạn cái ô đá đẹp dữ à. Mấy ngàn à? 10 ngàn. Ô trời mắc à. Mua đáng nè anh. 10 ngàn mua đáng nè. Ờ đứng bên kia chụp luôn. Trời 100 ngàn luôn. Ôi, mình ở tạm à, Star Room. Ta mà có ô ô rồi, giờ mà chóng mặt luôn á. Ôi. Đó, mình đang vô tiệm Palladium mà. Vô. Thì có 55 ha. Chị 55 đẹp á.
vô thử đi. Vô đây, vô đây. Em ở dưới này tại có nón giống người ta bán thôi. Mấy giờ xe được có hết chạy vậy? 1-2 giờ đêm nè. Thế là tiệm em đóng vừa thôi. Rồi, chúng ta giữ cái bê tờ thế. Nhiều không? Một lầu, hai lầu, ba lầu, bốn lầu, năm lầu, sáu. À, ai biết đất ở kiếm này có không? There's no way along. Chúng ta giữ kia thế. Lắc bằng lâu ngang cái tăng lầu thôi. Cái sáu. Những cái sáu á là khó sao? Mua cái này đâu? Hả? Hả? Thôi đi xuống tiếp hả? À, xuống tiếp. Thế từ kiếm thang máy xuống đây. Thằng máy thôi. Đừng có đập bô đít tao bây giờ.